Năm 2020, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng giảm mạnh. Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 16 khóa 9 vừa mới kết thúc, vấn đề quản lý người nước ngoài trên địa bàn cũng được cử tri và đại biểu đặc biệt quan tâm. Trước những nguy cơ về mất an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và công an cơ sở thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn số người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian từ 5 đến 8 năm tù là mức án của tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép mà Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt đối với 3 bị cáo, gồm Chen Xuyên Pha, quốc tịch Trung Quốc, Hồ Thị Thu Trinh, trú tỉnh Quảng Nam và Huỳnh Ngọc Diễm, trú thành phố Đà Nẵng. Những hối hận giờ đây đã quá muộn màng đối với các bị cáo. Việc phối hợp giữa công an thành phố và các cơ quan tư pháp sớm đưa vụ án này ra xét xử công khai đã cho thấy quyết tâm của chính quyền thành phố đối với những hành vi liên quan đến người nước ngoài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên chỉ đạo công an các địa phương tích cực nắm tình hình, tăng cường kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phát hiện những vi phạm của người nước ngoài trên địa bàn. Việc khai báo trung thực và chính xác nó là một điều tối quan trọng đối với trong tình hình hiện nay. Riêng bản thân khách sạn thì lúc nào khi khách vào đều có khai báo y tế, rồi khai báo tạm trú và khai báo cái tình hình di chuyển trong vòng 14 ngày theo mẫu của Sở Du lịch ban hành. Công tác nắm tình hình tại các khách sạn, nhà hàng, nhà cho thuê trọ được xem là yếu tố quan trọng mà mỗi cảnh sát khu vực không được phép nới lỏng, chủ quan. Các kênh thông tin thường xuyên được cập nhật để các chủ cơ sở lưu trú nắm bắt và kịp thời thông báo với cơ quan công an trực tiếp quản lý. Qua cái việc tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú thì các cơ sở cũng nhận thức rất là tốt về cái việc phòng chống bệnh dịch. Qua đó thì cũng hợp tác với công an phường để triển khai tốt cái công tác mà khai báo cái lưu trú và cũng phòng chống bệnh dịch được tốt hơn. Chính sự tự giác và ý thức khai báo của mỗi người dân khi xuất hiện người nước ngoài đến sinh sống, làm việc ở khu vực của mình sẽ giúp công tác ngăn ngừa các loại tội phạm được đảm bảo, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đẩy lùi đại dịch, đem lại cuộc sống an bình cho thành phố.